Múa lân là một môn nghệ thuật có từ lâu đời. Nó gắn liền với phong tục, tập quán và các ngày lễ hội lớn nhằm cầu an bình và thịnh trị. Múa lân theo chân người Hoa đến Việt Nam và tồn tại cùng với các hội quán, các bang ở Sài Gòn, Hội An xưa và tồn tại cho đến ngày nay. Múa lân sư rồng thịnh hành nhất là ở khu vực Chợ Lớn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, do có nhiều võ đường, đoàn lân và từng giành nhiều giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế. Hiện nay, múa lân sư rồng là môn thể thao thịnh hành ở nhiều nơi trong cả nước. Riêng múa lân có hai nội dung thi đấu, đó là lân địa biểu hay còn gọi là lân truyền thống và lân lên mai hoa thung. Lân địa biểu ra đời từ rất sớm cùng với sự hình thành và phát triển các môn phái võ thuật và được thi triển dưới mặt đất. Trong khi đó, lân lên mai hoa thung là sự kế thừa và phát triển của lân địa biểu được Malaysia sáng tạo và thi triển trên trục cao. Lân địa biểu là đã có truyền thống từ rất là lâu, gọi là lân truyền thống. Lân truyền thống thì phân biệt rất là nhiều, cũng có nhiều thể loại như là lân qua cầu, lân uống rượu, lân giết rắn hái linh chi gì đó vân vân. Còn về cái lân mà mai qua thung là nói chung là một cái biến hóa mới của lân địa biểu, là tới năm 1980 mấy mới có là lân mai qua thung. Cho đến nay thì lưng mai qua thung đòi hỏi độ khó cao hơn và nó nguy hiểm hơn lưng địa biểu rất là nhiều. Khi lân địa biểu được phổ biến tại nước ta, nhiều đoàn lân đã áp dụng nhuần nhuyễn các bộ pháp bài quyền của môn võ cổ truyền Việt Nam và việc thể hiện câu chuyện thần thái của con lân khi biểu diễn. Vì thế đã tạo nên sự độc đáo riêng biệt của lân địa biểu Việt Nam so với thế giới. Người học võ muốn theo nghề lân phải khổ luyện bộ pháp, quyền pháp, cước pháp, đạt độ tinh thông mới được chuyển sang múa lân. Vì thế, được cầm đầu lân, đại diện môn phái thi triển tuyệt chiêu về lân cho mọi người thưởng lãm là vinh dự không chỉ cho bản thân mà còn cả đoàn lân. Điệu bộ của một con lân là xuất phát từ các tấn thế. Võ cổ truyền cũng xuất phát từ tấn thế, cho nên nhờ cái võ cổ truyền cho nên nó bổ trợ cho cái lân sư rồng này rất nhiều. Càng về sau này cái điệu bộ là chú trọng vào cái hình thái của con lân hơn, rồi họ sẽ múa đến nào mà người xem sẽ tưởng nó là một con vật chứ không phải là người múa nữa. Cho nên cái điệu bộ của võ nó giống, nó tạo thành một cái thần nhìn, cho nên cái điểm số mà từ võ bổ trợ cho lân mà mình đem lân đi thi là điểm số rất cao. Đa phần là phải xuất phát từ võ, từ thế lập tấn, miêu tấn, kim kê tấn, hạc tấn, xà tấn, tọa tấn, cho nên tạo thành một cái hình thái con lân. Nhờ cái hình thái cho nên trọng tài họ đánh giá là rất cao. Võ sư Nguyễn Lê Thành Tây, trưởng tràng võ đường Kỳ Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ dinh chấn Thanh Chiêm thuộc dinh chấn võ Quảng Nam, đã theo học võ cổ truyền từ nhỏ. Nhờ cơ duyên, ông gắn bó với bộ môn múa lân đã gần 20 năm. Ngoài công việc chính là giáo viên thể dục ở trường trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện Điện Bàn, ông còn mở một võ đường để truyền dạy võ cổ truyền và truyền niềm đam mê múa lân sư rồng cho các bạn trẻ. Trong đó, ông đặc biệt chú trọng đến trường phái múa lân địa biểu. Một phòng tập võ và tập múa lân đã được đầu tư bài bản để có thể duy trì thường xuyên việc học võ và học lân cho khoảng 30 võ sinh ở các lứa tuổi. Ở bộ môn lân địa biểu, ngoài niềm đam mê là chưa đủ, các võ sinh phải khổ luyện võ thuật và kỹ thuật múa lân trong suốt 10 năm mới có thể sử dụng và điều khiển thuần thục một con lân. Thông thường một vận động viên mà đi thi mà quốc tế là từ 5 đến 7 năm. Nhưng mà hầu như những cái em mà tham gia mà nói chung đam mê là rất khó.
trong vòng khoảng 100 em thì được đâu là khoảng đâu là 4 em động lại theo với lại cái nghiệp này là, cho nên nếu mà đánh giá là tầm trong khoảng là từ 5 đến 10 năm là 90, lứa tuổi là 90 để chúng ta thi những cái giải quốc tế. Đoàn Lân Sư Rồng dinh chấn Võ Quảng Nam được thành lập từ năm 1999, mục đích chính là phục vụ các kỳ lễ hội. Trước năm 2017, đoàn chỉ tham dự các giải đấu trong tỉnh. Để duy trì hoạt động và nuôi dưỡng niềm đam mê múa lân, các thành viên chính của đội phải làm thêm nhiều nghề khác để kiếm sống. Anh Võ Hoàng Đức Hùng, năm nay 21 tuổi, đã theo học võ từ nhỏ và chuyển sang múa lân gần 8 năm nay. Hàng ngày, anh phải chạy xe ôm chở hàng từ 22 giờ đêm đến sáng hôm sau. Là người múa đầu lân, để duy trì việc tập luyện và thể lực là nỗ lực rất lớn của anh Hùng để chuẩn bị cho các đợt biểu diễn hay thi đấu. À, lúc đầu thì ba mẹ lúc mà còn đi học với vừa thông gia lân thì ba mẹ rất là cấm, không cho, vì là kêu là nguy hiểm, xảy ra tai nạn được. Nhưng sau này thì ba mẹ cũng hiểu được cái đam mê của mình nên là ba mẹ đồng ý cho chơi tới bây giờ. Với anh Trần Dương Cảnh, ngoài việc nhận may trang phục biểu diễn làm đầu lân, anh phải mở thêm tiệm hớt tóc để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và làm lộ phí theo đoàn lân đi biểu diễn và thi đấu ở trong nước và nước ngoài. Cái nghề lân này phải đam mê thôi, mình đam mê, còn chủ yếu là ai cũng có công việc chính của mình hết. Còn lân là đam mê, mình sẽ chơi với nhau vậy. À, những lúc rảnh rỗi ở tiệm á, thì em có thể xuống nghề dưới là em có thể may đồ cùng với anh em phụ. Còn không có khách hoặc những lúc mà bên đội đi cần đi show á, mà thiếu người thì mình có thể xuống hỗ trợ với đội, với thầy. Lân Sư Rồng là niềm đam mê. Mà niềm đam mê mà không nuôi sống được là các em sẽ bỏ đội đi làm để kiếm sống. Chính vì mình muốn giải quyết được cái bài toán đó là mình mới tìm và mình muốn làm những cái dịch vụ để có những cái nguồn để cho mấy em gắn bó. Chứ thật sự là đam cái nguồn từ lăng là chỉ phụ giúp để các em đỡ cực hơn trong cái đời sống này thôi. Để có thể tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, đoàn lân dinh chấn võ đã có lộ trình chuẩn bị gần 10 năm. Từ việc tuyển chọn những môn sinh xuất sắc, mời các đoàn lân uy tín về truyền dạy, đến việc tích góp kinh phí, đầu tư, trang phục, đạo cụ, đầu lân, luyện tập và thi đấu. Với mục tiêu đoạt các thứ hạng cao để khẳng định tên tuổi của đoàn lân. Sau nhiều năm chuẩn bị và khổ luyện, từ năm 2017, đoàn lân dinh chấn võ bắt đầu tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc do Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức để tích lũy kinh nghiệm và điểm số. Đoàn lân dinh chấn võ đã giành được các thứ hạng cao như giải nhất địa biểu miền Trung, Tây Nguyên, giải ba toàn quốc nội dung địa biểu tại Cần Thơ. Từ thành công này, năm 2018, đoàn lân dinh chấn võ được Tổng cục Thể dục Thể thao cử đại diện cho Việt Nam tham gia giải lân địa biểu tại Malaysia. Giải đấu quy tụ 18 đội lân đến từ 10 quốc gia tham gia. Tại giải đấu này, đoàn lân dinh chấn võ đã đoạt giải 5. Đây là thành tích đáng khích lệ cho lần đầu tiên tham gia đấu trường quốc tế và là trải nghiệm thú vị của các thành viên dinh chấn võ. Mình học được từ các bạn là từ tinh thần, từ cách đi, từ nhiều thứ. Các bạn đều là chuyên nghiệp. Mình là chỉ là những cậu bé nhà quê thôi, đúng không? May mắn là mình được tham gia những cuộc thi trong nước, chưa mang nhiều yếu tố chuyên nghiệp. Chính vì cuộc thi này cho nên mấy em mới có một cách nhìn nhận lại, học hỏi thêm nhiều, rất là nhiều thứ từ cuộc thi này, rút ra. Thứ nhất là tự tin này, tự hào này, thêm là những cái kỹ thuật của đội bạn, của các nước. Thứ nhất Trung Quốc, thứ nhì Malaysia,
thứ ba Singapore, là những các nước đó là phong trào lăn siêu rồng là mạnh của thế giới, luôn luôn cuộc thi thế giới đều nằm trong top nhất nhì ba ấy. Cho nên ngay những cái cuộc thi này nó giúp rất là nhiều cho mấy em, mà nhất là cho tôi có một cái cách nhìn là chúng ta định hướng để sau này còn có thể tiến xa hơn. Sau thành công tại giải quốc tế Malaysia, đoàn Lân Dương Chấn Võ đã tích cực tập luyện, chuẩn bị tham gia thi đấu tại giải quốc tế Lân Sư Rồng tổ chức tại Đà Nẵng. Bài thi với chủ đề Kim Sư Phố Cổ với 5 phần thi lân gồm nhìn sông, qua sông, lên núi, giết quái thú, ăn chân trâu đã được toàn đội luyện tập công phu với quyết tâm giành giải cao tại cuộc thi. Bí quyết để đoàn tạo bất ngờ và tự tin với bài biểu diễn đó là việc tạo dáng cho đầu lân khác biệt với các đoàn bạn, từ chất liệu cho đến thần thái của con lân. Trọng trách biểu diễn thần thái của con lân được trao cho anh Võ Hoàng Đức Hùng. Anh Hùng đã biểu diễn với nhiều con lân khác nhau, nhưng đây là con lân khó thể hiện nhất. Mỗi con là có mỗi thần thế, mỗi cách múa riêng, mỗi cách múa riêng. Như con miệng bà là nó múa rất là dẻo, mềm mỡ. Còn như những con miệng dĩnh hay là những con này là những động tác khá là dứt khoát, mạnh mẽ, hay mới ra được hình thế con lân. Giải Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng đã thu hút sự tham gia của 33 đội lân đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Macau và Việt Nam. Ở nội dung lân địa biểu, đoàn Dinh Chấn Võ Quảng Nam đã xuất sắc vượt qua 13 đội tham gia để đoạt giải quán quân. Bài biểu diễn của đoàn lân Dinh Chấn Võ đã được ban giám khảo đánh giá cao, được các đối thủ tôn trọng và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của khán giả. Đó là một lời dành lời khen cho họ, vì ít có người nào mà đam mê mà có thể mà những cái tỉnh xa mà khó lân cận như vậy thì mình tìm hiểu được rõ cái nguồn gốc lân sư rồng như vậy. Thì em mong là chúc đoàn Dinh Chấn Võ một ngày không xa sẽ phát triển cao hơn nữa. Hiện tại Việt Nam cũng đã tiến bộ rất nhiều, cũng đã tham gia được giải thế giới ở Malaysia, rồi cũng có đội đã lọt vào top 10 thế giới như Dinh Chấn Võ. Trong những đội nhất nhì ba hiện nay của cái giải này là có thể đi thi đấu quốc tế để thể cạnh tranh những đội mạnh của thế giới rồi. Thành công liên tiếp tại các giải đấu quốc tế đã tạo thêm vinh dự và động lực cho các thành viên đoàn Lân Dinh Chấn Võ tiếp bước trên con đường chinh phục bộ môn lân địa biểu và nuôi dưỡng niềm đam mê đối với bộ môn này. Sau nhiều năm tích góp tiền từ các giải thưởng và các lần đi biểu diễn, anh Võ Hoàng Đức Hùng đã có thể mua được một chiếc xe mô tô mới để làm phương tiện đi lại mỗi khi lưu diễn cùng đoàn và cho anh thêm động lực để gắn bó với nghề múa lân. Để tiếp tục duy trì tên tuổi của đoàn lân và theo đuổi đam mê môn lân địa biểu, võ sư Nguyễn Lê Thành Tây đã có kế hoạch xây dựng lứa võ sinh kế cận. Hai anh em Dương Minh Tuấn Anh và Tuấn Huy đã theo học võ cổ truyền 3 năm nay, được đặt kỳ vọng sẽ theo đuổi môn múa lân và kế cận lứa đàn anh trong 10 năm tới. Từ những lứa võ sinh kế cận này, các thành viên Dinh Chấn Võ đều hy vọng danh tiếng của đoàn lân và bộ môn lân địa biểu ở xứ Quảng sẽ vang xa và họ tiếp tục gặt hái thành công cho lân địa biểu Việt Nam trên đấu trường quốc gia và quốc tế.